sống đừng bưng ba bát, kiếm ba tiền và nợ ba khoản này. Thứ nhất, ba bát không bưng. Bát người thân bạn bè không bưng. Người nông thôn nói, bưng bát nghĩa là ăn cơm. Có thể ăn cơm là có thể sống. Vì vậy, bưng bát ở đây, ý muốn nói tới sống, làm việc kiếm tiền. Cái gọi là bát của người thân bạn bè không bưng, ý muốn nói, khi tìm công việc hay bạn hợp tác làm ăn, cố gắng hạn chế tìm tới người thân và bạn bè của mình. Bởi lẽ, nếu là người thân bạn bè, vậy sẽ thêm một tầng quan hệ. Nó khiến mối quan hệ công việc trở nên rất tế nhị. Xử lý không tốt, dễ làm rạn nứt tình cảm. Hợp tác với người thân, bạn bè cần tới sự bao dung lớn hơn, tầm nhìn lớn hơn, càng không được tính toán, chi ly. Đây chính là cái gọi là người thân phải lạ, người lạ phải quen, người quen phải thân. Đôi khi, ở một số chuyện nào đó, chúng ta phải biết trở thành người xa lạ với người thân thiết của mình. Tiếp theo, bát đầu tư ít, thời gian ngắn, lợi ích cao, không bưng. Cái gọi là bát đầu tư ít, thời gian ngắn, lợi ích cao, ý chỉ việc lợi dụng kỹ năng và kinh nghiệm ở cơ quan cũ để kiếm lợi nhuận ngắn hạn trong các dự án hoặc doanh nghiệp nhỏ khác. Có nhiều người đang yên đang lành, làm việc rất tốt, thấy có người nói có dự án này tốt lắm, kiếm tiền nhanh lắm. Vậy là ngay lập tức nghỉ việc, đi theo làm việc kia. Thông thường thì hình thức kiếm tiền nhanh, gọn, lẹ này sẽ chẳng được lâu dài, thậm chí còn lỗ vốn bởi tính rủi ro cao. Đời người luôn sẽ gặp phải những cơ hội không rõ nguồn gốc. Những lúc như vậy, bạn cần phải kiểm soát được bản thân, bình tĩnh, suy nghĩ một cách lý tính. Bát rủi ro mạo hiểm, không bưng. Bát rủi ro mạo hiểm, ý muốn nói vì muốn được thăng chức, muốn thu được lợi ích mà đi thử một việc mạo hiểm, rủi ro quá lớn. Không ít người trung niên gánh trong mình kha khá vấn đề. Tuy cũng đã có chỗ đứng nhất định ở nơi làm việc, rất nhiều chuyện tưởng chừng bản thân có thể khống chế, nhưng khi đã bắt tay vào làm lại vượt qua tầm kiểm soát, phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Thứ hai, ba loại tiền không kiếm. Tiền có được thông qua lợi dụng chức vụ, không kiếm. Hiện nay, có rất nhiều người thông qua nỗ lực của bản thân có được những thành tựu nhất định ở nơi làm việc, nhưng vì lòng tham nhất thời trỗi dậy, liền nghĩ tới việc lợi dụng quyền lực trong tay để làm ra những chuyện người khác không nhìn thấy, mục đích kiếm thêm chút tiền. Tuy có thể phát được chút tài, nhưng nếu sơ suất, vậy thì nỗ lực bao nhiêu năm của bản thân sẽ coi như chấm hết. Bất kể dùng cách gì đi kiếm tiền, nhất định phải có giới hạn. Tuyệt đối đừng làm những chuyện mạo hiểm hay không có đạo đức. Thực ra, cái gì của ta là của ta, của người là của người. Biết đủ là đủ, chân lý giản đơn. Nhà Phật thường răn dạy, đừng liếm mật ngọt còn sót lại trên lưỡi dao, sẽ bị họa đứt lưỡi. Vậy mà lắm kẻ mang họa vì chút xíu mật ngọt tầm thường. Họ mắc chứng bệnh, tham lam vô hạn trong một cõi sống có hạn. Tiền kiếm được từ việc bất chính, cuối cùng cũng của thiên trả địa mà thôi. Có một câu chuyện trong Duyệt Vi Thảo Đường bút ký dặn dạy hậu thế như sau. Qua nhà huyện Hiến có viên thư lại nhỏ họ Vương. Vì ông ta am hiểu các điều lệnh pháp luật, giỏi viết cáo trạng, nên có thể khiến rất nhiều vụ án đột nhiên xoay chuyển ngược lại. Do đó, được rất nhiều đương sự hối lộ. Ước tính số tiền mà viên thư lại Vương đã kiếm trác được, có thể nói là một khoản kếch xù. Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi ông ta tích trữ được một khoản, thì nhất định xảy ra sự cố, khiến số tiền tích lũy này bị tiêu hao hết. Miếu Thành Hoàng có một đạo đồng. Một hôm vào lúc nửa đêm thanh vắng, đang đi lại trong miếu, bỗng nhìn thấy hai viên sai nha âm gian đang hạch toán sổ nợ. Một người nói, năm nay ông ta tích lũy được khá nhiều, nên dùng biện pháp gì để xóa nợ đây? Nói xong, liền cúi đầu trầm ngâm. Viên Sa Nha còn lại đáp, chỉ cần một Thúy Vân là đủ rồi, không cần phải phiền não như vậy, thêm mấy nạn nữa. Do ở trong miếu Thành Hoàng thường nhìn thấy quỷ, nên đạo đồng đã quá quen với việc như thế này, do đó cũng không sợ hãi. Chỉ có điều, cậu không biết Thúy Vân là ai, cũng không biết họ đang tính toán xóa nợ cho ai. Sau đó không lâu, có một kỹ nữ trẻ tên là Thúy Vân đến huyện. Vì cô ta có chút nhan sắc nên Vương Thư lại vô cùng sủng ái, đến nỗi ông ta đã hao tổn 8-9 phần tiền của tích lũy cho cô. Sau ông ta mắc nhọt độc để chữa trị nên cũng đã tiêu mất rất nhiều tiền. Đến khi bệnh khỏi thì toàn bộ tích lũy của ông ta hết sạch sành xanh. Sau này ông Vương bỗng nhiên mắc bệnh điên, một đêm bỗng nhiên đột tử. Người nhà ông thậm chí còn không có tiền mua quan tài liệm. Có lẽ ông Vương đến chết vẫn không biết rằng tiền tài mà ông dùng thủ đoạn bất chính kiếm được đều vì việc ác mà phải hoàn trả hết. Điều tiếp theo, tiền kiếm được khi bất chấp tam tình. Bất chấp tam tình ở đây ý muốn nói không màng tới tình thân, tình bạn bè và tình cảm gia đình. Trên đời còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc, mà một trong đó chính là tình thân. Thật đáng buồn khi chúng ta thấy nhiều người lợi dụng tình thân để kiếm lợi cho mình. Chỉ vì một chút lợi nhỏ mà nhẫn tâm lợi dụng tình cảm cha mẹ, tình anh em, thậm chí tranh giành đấu đá với nhau, rồi từ mặt nhau đến già. Thậm chí có người còn coi nhau như kẻ thù, thậm chí chém nhau, giết nhau, vân vân. Vì tiền mà bỏ thân nhân sẽ khiến cha mẹ buồn lòng, anh em xa cách, người khác khinh thường. Dù thành quả thế nào, nhưng mất chắc chắn nhiều hơn được. Tiền có thể từ từ kiếm được, nhưng người thân một khi đã mất đi thì cả đời ân hận. Chúng ta nợ người thân hai món nợ, trách nhiệm và ân tình. Những ngày nuôi con lớn khôn, cha mẹ phải tổn hao tâm sức rất nhiều. Ngay cả khi cha mẹ lưng còng, tóc bạc, mắt mờ, nhưng tấm lòng đau đáu hướng về con chẳng khi nào nguôi ngoai. Với cha mẹ, ta cần tôn kính và làm tận chữ hiếu. Cha ông ta thường ví tình anh em như thủ túc, như tay với chân chẳng thể lìa xa. Anh em cùng chung giọt máu đào của cha mẹ, cùng sinh trưởng trong một gia đình, trải qua những thời khắc tuổi thơ ấm áp bên nhau, cùng là mầm xanh hy vọng của mẹ cha. Nếu là anh chị em trong một nhà, món nợ phải nhớ là hãy có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Không chỉ vậy, mà đối với cô dì chú bác, bạn bè thân thích đều tuyệt đối không được lợi dụng thứ tình cảm này để chuộc lợi cho mình. Tiền kiếm được khi làm hại người khác. Những chuyện dẫm lên người khác để ăn sung mặc sướng như vậy tốt nhất không nên làm, bởi lẽ đường đời còn rất dài, nhân sinh vô thường. Nói không chừng một ngày nào đó bạn lại rơi vào tay người mà bạn đã từng dìm xuống. Thứ ba, ba khoản không nợ. Nợ con cái không được nợ. Bất luận bạn có bận rộn tới đâu, sự nghiệp có quan trọng tới đâu, so với con cái, mọi thứ đều không là gì. Bà mẹ già đi, con cái trưởng thành, nhưng bạn vào mỗi dịp quan trọng, chẳng hạn như sinh nhật, lễ tốt nghiệp đều vắng mặt. Đó là bi thương. Vợ chồng, con cái, cha mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc sống. Đừng làm ra những việc phụ lòng họ. Đừng để họ suốt ngày phải trông ngóng về bạn, chờ đợi sự có mặt hay quan tâm của bạn. Trên thế gian này, vợ chồng con cái ở cạnh nhau, công ơn dưỡng dục của cha mẹ là những điều quý giá nhất. Nợ cha mẹ không được nợ. Khi bận rộn với công việc, chúng ta có xu hướng quên mất việc hiếu kính với cha mẹ, đều cảm thấy bận nốt vụ này rồi sẽ về thăm cha mẹ, kiếm đủ tiền rồi sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Theo bạn thì bao nhiêu tiền mới là đủ? Thực ra, trong lúc bạn đang bận rộn thì cha mẹ bạn cũng đang già đi. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều nợ cha mẹ những bữa cơm, những khoảng thời gian ở bên nhau, những buổi trò chuyện, những câu nói yêu thương. Nhưng có nợ thì cũng hãy nhớ lấy mà trả cho sớm, bởi lẽ thời gian trước giờ không đợi người. Và điều cuối cùng, nợ ân nhân không được nợ. Ai trong cuộc sống rồi cũng sẽ gặp được quý nhân của mình. Họ cũng chính là ân nhân của bạn. Ân nhân có thể là thầy cô giáo, là bạn bè, là đồng nghiệp, là sếp, hoặc thậm chí là khách hàng của bạn. Bất kể là ai, điều quan trọng nhất đó là đã nhận được sự giúp đỡ của người khác thì phải khắc cốt ghi tâm, phải biết ơn và phải báo đáp lại cho họ. Báo đáp người từng giúp đỡ mình vừa là lời hỏi thăm đầy ấm áp, vừa là sự trưởng thành, chín chắn của bản thân.